ảnh đời thường đẹp mê ly của Hoàng Thị Loan, nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan ngoài đời thực sở hữu vẻ đẹp khiến đứng mày râu ngây ngất. Nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan đang trở thành cái tên có sức hút rất lớn sau sea games 30. Không chỉ xinh đẹp trên sân, ngoài đời cầu thủ tuyển nữ Việt Nam còn có sức hút hơn gấp bội. Hoàng Thị Loan nhìn quyến rũ khi mặc đồ công sở. Cô gái sinh ở Hà Nội cũng khiến nhiều người sao xuyến ngay cả lúc ăn vận bộ áo dài truyền thống hoàng thị loan sở hữu nụ cười rất duyên ngay cả khi để mật mộc và không hề ăn diện cầu thủ tuyển nữ việt nam cũng khiến nhiều người chú ý với khuôn mặt không hề biểu cảm gì một góc nghiêng cho thấy sự dễ thương từ hoàng thị loan dù ở bất cứ đâu hay đứng trước bất cứ cảnh vật nào hoàng thị loan vẫn rất nổi bật bình luận của bạn được đánh giá rất cao hãy viết ở dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại